yêu cần phải kiên trì tới cùng. Anh nhìn thấy em thì không muốn tiếp tục trốn tránh. Nụ cười của em quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh khó thở. Có phải em sẽ nói với anh, nói rằng em đồng ý? Sự xuất hiện của em trong cuộc sống của anh là một điều không thể chống cự lại, không thể nào thay thế được. Anh sẽ dùng hết sức, dốc hết toàn lực, chỉ vì sự xuất hiện của em đã khiến anh có thêm lòng can đảm. Lòng can đảm bằng lòng bỏ ra mọi thứ của mình bởi vì em. Anh chỉ muốn em có được hạnh phúc. Bộ phim Người Yêu Lý Tưởng, tập 11. Vậy chắc, muốn làm chuyện gì? Với tụi anh đi, chúng ta chơi trò kích thích nha. Khoan đã, tại sao tôi phải đi chung các anh? Chúng ta tới chỗ khác, chỗ đó vui hơn. Nhưng mà các anh là ai chứ? Tránh ra giùm tôi đi. Ê, các anh đừng đụng vào tôi. Tránh ra đi. Dễ dàng đi. Làm gì vậy? Buông ra. Các người tránh ra coi. Các người muốn làm gì vậy hả? Em không sao chứ? Tôi cảnh cáo các người, nếu các người còn làm bậy, còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Muốn gì hả? Làm bộ nữa. Chúng ta đều lớn hết rồi, thoải mái đi. Quá tốt, mỗi người một em. Đi thôi. Đi ra đây. Các anh muốn làm gì? Đi, bất cỡ gì nữa. Nè, đứng yên. Chị, giữ sát tôi mày. Chị ơi, em không sao chứ? Tụi bay là đám nào? Mày là thằng nào? Mày lại hả? Buông ra. Mày muốn cái gì? Buông tao ra. Mày muốn cái gì? Mày lại hả? Biết anh Đại Dũng Thành Nam không? Anh Đại Dũng, tụi em xin lỗi. Em xin lỗi. Khoan đã. Anh Đại Dũng, tụi em xin lỗi. Mau xin lỗi hai cô gái này đi. Xin lỗi hai cô. Biến đi. Cảm ơn anh Cao Đại Dũng. Không có gì. Vậy chúng tôi về nhà trước. Ủa, không ở chơi nữa hả? Thôi mình về đi chị. Để bữa khác tôi sẽ tới sau. Vậy hai người đi đường nhớ cẩn thận nghe chưa. Cảm ơn anh, đi về thôi. Nhìn sơ là đã biết hai tên đó không phải là người đàng hoàng rồi. Tại sao em lại đi chung với loại người đó chứ hả? Đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Em nói chị nghe coi, sao em lại biết hai người đó? Có phải là quen trong quán bar hay không? Ở trên mạng. Em nói cái gì chứ? Quen trên mạng hả? Em còn có thể ngốc hơn nữa hay không vậy hả Thúy Thúy? Chị cho em biết, chị lập tức xóa mấy cái trò đó ra khỏi điện thoại của em. Chị đang làm cái gì vậy chứ? Em có phải là cô nít 3 tuổi đâu, sao chị lại la em trước mặt người khác như vậy? Bây giờ mới thấy mất mặt, tại sao lúc nãy không cảm thấy vậy đi? Huống hồ gì cô nít 3 tuổi, cô nít 3 tuổi cũng không làm ra chuyện như em làm nữa. Em đã làm gì? Các chị đừng coi thường em có phải không? Ngày nào em cũng đi làm cũng bị người ta sai tới sai lui như một con ở. Khó khăn lắm mới có dịp đi chơi thì lại gặp phải kẻ biến thái. Em đã thành như vậy rồi mà chị còn la em nữa. Chị, không lẽ trong mắt các chị em không bằng một cục đá hay sao? Em đang nói lý với chị đó hả? Chị nói cho em biết Lý Thúy Thúy, tất cả những chuyện hôm nay em đã nói, chị sẽ coi như là em muốn say nói bậy không để bụng em. Nhưng mà bắt đầu kể từ ngày mai, em phải sống cho đàng hoàng, an phận thủ thường, không được dính vào mấy chuyện này nghe chưa? Sống an phận thủ thường là sao hả chị?
Ngày nào em tới công ty cũng bị sai vặt chính là ăn phần thủ thường đó hả? Em nói chị biết Lý Thi Thúy này nhất định sẽ đứng dựng ở Bắc Kinh, không tin chị chỉ chờ đi. Câm miệng đi. Chị biết cãi lại thôi. Chuyến bay 401976 đến từ Singapore đã hạ cánh. Alo chị, em tới rồi, chị đang ở đâu? Chị đang dưới hầm để xe nè. Chị hai, em xách hành lý tùm lum nè. Chị chạy xe lên trước em được không? Em đi thang máy xuống dưới hầm. Ở cửa số 5, chị đang đậu xe đợi em đó. Được, để em đi xuống. Tạm biệt. Wow. Thế nào hả? Được nha. Ê, tuy nhỏ nhưng mà ấm áp lắm. Hả? Chỗ này làm sao mà bằng ngôi nhà ở Singapore của em được chứ? Không đâu. Chị coi, phong cách trang trí rất tinh tế. Trời ơi. Này Điền Lượng. Hả? Em ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Chị làm đồ ăn cho em ha. À, dạ được. À phải rồi Điền Lượng. Hả? Lần này em về nước có dự định gì hay không? À, áo gấm về làng, báo đáp cho quê hương. Nhưng quan trọng nhất là về đây thăm chị đó. Có chìa khóa mà còn bấm chuông nữa, đúng là bó tay mà. Tại tôi sợ cậu đang làm chuyện gì đó. Lỡ như trong nhà cậu đang giấu ai thì sao? Không có hả? Tôi có gì không tiện chứ. Chuyện đó ai mà biết. À, triển vọng, cậu giỏi thiệt đó nghe. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng quá xa, xem chút không nhận ra luôn. Không giống nhà của đàn ông tí nào phải bừa bộn chứ. Ơi. Ê. Mở sáng bệnh mắt ra, tới làm gì vậy? Giống như là chủ nhà tới đòi tiền nhà vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi đóng tiền nhà đầy đủ rồi. Tôi cũng đã đóng luôn nửa năm sau rồi đó nha. Kiểm tra cái gì? Hai chúng ta là anh em mà. Tôi lấy tiền của cậu làm cái gì chứ? Để bữa nào tôi chuyển lại cho nghe. Tôi nói cho anh nghe, đã là anh em ấy, thì càng phải rõ ràng với nhau. Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà cậu có thể nói chuyện khác được không? Sao để ý chuyện tiền bạc quá vậy? Nói tôi nghe coi, cậu với Điền Hiểu Ni là có chuyện gì? Không có gì hết. Cậu tưởng mọi người là đồ ngốc hả? Cứ nhìn cảnh mỗi lần cậu và Điền Hiểu Ni gặp nhau là gân cổ lên cãi cọ thì dùng đầu gối cũng đoán ra được. Hay là vậy đi, hai chúng ta là anh em bao nhiêu năm trời, cậu cứ việc nói thẳng với tôi. Nếu như cậu thực sự có tình cảm với Điền Hiểu Ni, không sao hết, anh Dũng nhường cho cậu là được rồi. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết chứ. Cậu đừng có giấu giếm tôi nha. Cao Đại Dũng, bộ anh không biết trong lòng tôi hiện giờ có ai hay sao? Đừng nhắc chuyện này với tôi nữa. Thank you.
ăn đi. Dạ được. Ô, nhanh quá vậy. Đây là chị hai à? Chúng ta có thể vào món chính luôn được không vậy? Đây là món chính đó. À, đây chính là bột ngũ cốc dinh dưỡng tổng hợp, rất tốt cho sức khỏe. Trời, không lẽ em sợ không no hả? Không có, không có, không, không có. Sao, em ăn chén của chị luôn không, đi. Không, 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 chị cứ ăn đi. Cho em ăn đó đi. Nè, em sao vậy? Chị mà ăn cái này nhiều quá sẽ mất niềm tin vào cuộc sống luôn đó chị. Bình thường chị vẫn thường ăn cái này mà, không ngờ em lại ăn không quen như vậy. Không có, em ăn được mà. Hay là để chị mở tủ lạnh coi còn có thứ gì không. Không sao, không sao, em nè, có không? Để chị coi thử coi. Dạ. Chị sống một mình cho nên ăn uống cũng đơn giản lắm. Không có gì hết, chỉ có cái này thôi. Cái này được. Em uống đỡ đi ha. Trời ơi, cái này ngon lắm đó. Chắc chị không biết đâu. Lúc trước khi em và mẹ vừa tới Singapore thì thứ đầu tiên em uống là nó. Và lúc đó em còn lén đi dành lại mai mốt đưa cho chị. Có thiệt không đó? Em cứ nghĩ khi nào thì chị và ba sẽ tới Singapore tìm mẹ và em. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Nè, bây giờ chị vẫn còn nhớ hình ảnh lúc nhỏ của em đó nha. Là hình ảnh gì? Chị nhớ lúc em còn nhỏ, ngày nào cũng lẻo đẻo sau lưng chị hết. Nói theo kiểu dân nam thì chính là cái đuôi ngốc nghếch đó. Em sớm biết là không phải từ hay rồi. Không phải đâu, dễ thương lắm mà. Không ngờ bây giờ em trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp trai đó. Không ngờ hai chị em chúng ta lại có thể đoàn tụ với nhau sau hơn 10 năm. Phải rồi chị, em có chuẩn bị một món quà cho chị nè. Có quà cho chị nữa hả? Phải. Đây. Đây là gì vậy? Mở ra sẽ biết. Cái này chị thấy sao? Có thích không? Hey, em nhớ chị rất thích sưu tầm nút áo đúng không? Em tốn bao nhiêu công sức bỏ ra một đống tiền mới lấy được cái nút này. Cái nút này là cái nút từng được sử dụng để may đồ cho hoàng gia Anh đó, đồ cổ. Được rồi. Hôm nay chị xin nghỉ nửa buổi, đợi tối nay chị về nhà chúng ta cùng đi ăn nhà hàng ha. Ừ, thiệt hả? Được đó. Vậy bây giờ em nghỉ ngơi trước đi nha ha. Không sao đâu, chị cứ làm em việc tự nhiên đi, đi, nha. Đi nha. Khỏi lo cho em tự lo được rồi. Thúy Thúy, màu này là màu gì vậy? Trời ơi, tôi nói cô nghe, đây là màu son đang hot, màu trái đào. Đẹp thiệt. Rất đẹp đó. Nó rất hợp với màu da của cô, nhìn rất là đẹp. Ê, chịu đi. Xin hỏi, chị uống cà phê hay là uống trà đây? Xoay một vòng coi. Hôm nay tự phối đồ đó hả? Phối cũng được đó. Màu son hôm nay cũng rất đẹp nữa. Nhưng mà lần sau đánh phấn nhớ đánh luôn cả phần cổ của em đó nha. Ồ, vậy chút nữa em đánh thêm chút phấn. Chịu đi à. Tuần trước gì đã đi ăn lễ với anh chàng đẹp trai nào vậy? Lễ thất tịch hả? Có nhiều sự lựa chọn quá, cho nên không biết chọn ai, cho nên cuối cùng đành phải về nhà ôm gối ngủ. Còn lâu tôi mới tin. Trang phục của bà tưởng có một chút vấn đề rồi, chúng ta mang qua đó coi thử đi. Tôi đi coi thử nha. Được. Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để may trang phục ở chỗ này, mấy ngày nữa là tôi phải dự hôn lễ của con trai tôi rồi. Hôm nay tôi tới đây coi thử, xém chút là bị các người làm tức chết. Cô nhìn bộ đồ các cô may đi, đây là đồ gì hả? Là kiểu mà tôi đặt hay sao? Hả? Bà ta là vợ của một chủ mỏ than. Tôi nói các cô nghe, bà ta rất khó phục vụ. Mấy bữa trước bắt tôi vẽ mười mấy bánh, đưa ra mười mấy cái ý tưởng, bây giờ lại nổi điên nữa rồi. Nếu bà tưởng muốn chúng tôi thêm gì, ai muốn các cô làm thêm hả? Hả? Đây là thiết kế tôi chọn hay sao? Hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có nói nhảm với tôi nữa. Tự chút quà vào thân nữa rồi. Bà tưởng bà đừng nổi giận như vậy mà, bà uống ly trà trước, đừng giận nữa.
Cô là ai vậy? Bà cứ uống miếng nước bình tĩnh trước, bà ngồi xuống rồi tôi từ từ giải thích với bà ha. Đây, đây đây, trà của bà. Hình như là thiếu dầu, tra thêm dầu đi. Dạ, hôm nay sao hả? Anh Triển. Anh Triển à, anh Triển, buổi sáng có người tìm anh đó. Ai vậy? Con gái. Là cô gái nào? Chính là nữ tay đua đã giúp chúng ta giành được đấu thầu hôm bữa trước đó. Cô ấy tìm em, xin số điện thoại của anh đó. Có cho không? Em có ngu ngốc như vậy hay không? Rõ ràng là cô gái đó để ý anh rồi. Hôm bữa thì giúp chúng ta ký được hợp đồng, bây giờ lại chủ động xin số điện thoại của anh. Hey, anh Triển, anh Tôi Triển. Hỏi thật ra cậu có cho hay không? Em cho rồi. Sau này cô ta tới tìm tôi, cứ nói tôi không tới đây, không tìm thấy tôi, nhớ chưa? Anh giỏi thiệt nha. Em hiểu. Lắc mềm buộc chặt. Nghe, tôi đang bận, ngày mai cũng bận, ngày kia cũng bận luôn ha. Đừng gọi nữa. Trời ơi, sốt ruột vậy sao? Anh Triển, cô gái này nói đã quen anh từ lâu lắm rồi, hơn nữa còn nói chị của cô ấy. Có thể đừng nói nữa được không vậy? Ngày nào cũng lo chuyện người ta, còn muốn làm gì tiếp nữa không đây? Bà tưởng à, mặc dù trang phục của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho một mình bà, nhưng mà quan trọng vẫn phải coi khí chất người mặc nó như thế nào nữa. Bà nhìn khí chất của bà đi, chỉ cần bà ngồi ở đây rồi mặc bộ trang phục mà chúng tôi may cho bà, trời ơi, ăn đứt mấy cô diễn viên siêu sao gì đó luôn, không ai sang trọng được như bà hết, có đúng không? Đây, bà tưởng xem thử nha. Đây, bà tưởng à, bà tưởng bà coi, bộ trang phục này chỉ có mặc lên người của bà sẽ thể hiện được một điều, đó là cái gì? Sang trọng. Có thật không đó? Trời ơi, tôi làm sao mà dám gạt bà chứ. Nè, bà coi, hay là như vậy đi, tôi và bà vào trong thử bộ trang phục này, nếu như có xảy ra vấn đề gì, bà coi tất cả các nhà thiết kế của chúng tôi đều ở đây chờ phục vụ bà. Bà muốn sửa thế nào cũng được hết. Bà là thượng đế của chúng tôi, là khách VIP trong các khách VIP. Thôi được rồi, vậy cứ thử rồi tính. À, dạ được, dạ được, dạ được. Chị à, em đi với bà ấy được rồi ha. Ê. Ê. Ngày nào cũng ăn cái này ai mà chịu được, y như ăn xi măng vậy. Không có gì ăn sao? Căn nhà to như vậy, hey, không tìm thấy một gói mì nào luôn. Không lẽ giấu ở trong phòng ta? Thì ra chị hai đã đổ tiền vào mấy cái thứ này. Chị ấy đúng là khác người thiệt mà. Alo, em nói xong chưa hả? Hả? Em được gọi điện nữa có nghe chưa? Giám đốc Bạch, sau này trang phục của tôi sẽ giao hết cho công ty của cô đó. Cứ yên tâm, nhất định khiến bà hài lòng. Tốt. Bà tưởng à, vào tháng sau, công ty chúng tôi sẽ nhập về một lô giải mới. Loại giải này chuyên dùng cho hoàng gia, ngay cả nữ hoàng Anh cũng sử dụng loại giải này. Khi nào hàng về đây, tôi sẽ gọi điện cho bà trước tiên để bà chọn trước. Vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta đã hẹn với nhau trước rồi đó. Nếu lần sau tôi có tới nữa thì sẽ tìm cô. Cảm ơn bà ủng hộ.
Dạ đây, trang phục của bà. Được rồi, làm việc đi, tôi về trước đây. Tạm biệt. Tạm bà biệt. Tạm biệt. Cô biểu hiện rất tốt. Cảm ơn giám đốc. Hy vọng chị cho tôi nhiều cơ hội để học hỏi nhiều hơn. Cơ hội là do bản thân tự giành lấy. Cô không có kinh nghiệm, từ từ mà làm. Tôi hiểu rồi. Canh được nấu bằng lửa nhỏ thì mới thơm. Cô biết ăn nói đó. Điền Hiểu Ni. À, bình thường cô gọi cô ấy là gì? Gọi là chị Hiểu Ni. Nếu người ta kêu cô là chị thì cô phải ra dáng là chị chứ. Điều thứ 28 trong nội quy nhân viên là cái gì? Hả? Điều thứ 28 trong nội quy nhân viên chính là ngoại trừ lúc cần thiết phải liên lạc với khách hàng, cùng lúc làm việc ít dùng điện thoại. Đã hiểu chưa? Tự nhiên em đi học thuộc nội quy nhân viên quỷ quái đó để làm cái gì chứ hả? Chị tới lầu 2 rồi đây. Em ở đâu vậy? À, được. Chị thấy sao? Đẹp không? Cũng được đó. Trẻ tuổi sáng sủa, rất là hợp với em. Vậy hả? Đúng vậy, chiếc áo rất hợp với anh. Hay để tôi tháo mặc giùm anh nha. Đây, tháo giùm tôi nha. Dạ, tháo xong rồi. Tốt. Xin hỏi vị nào sẽ thanh toán? Để tôi coi thử chiếc quần này đã. Để tôi thanh toán cho. Dạ được, mời qua đây. Xe anh không hợp lệ. Chính vì như vậy anh không thể tham gia thi đấu. Khoan. Không phải những người bình thường cũng có thể tham gia giải đấu này sao? Hồi năm ngoái tôi từng dự giải thi đấu nghiệp dư. Hơn nữa tôi đã bỏ rất nhiều tiền để sửa chữa chiếc xe này. Anh bỏ thêm bao nhiêu tiền cũng chỉ vô dụng thôi. Những chỗ mà anh sửa chữa không hợp với quy định kỹ thuật. Chính vì như vậy anh không thể tham gia thi đấu. Tại sao lại không phù hợp với quy định chứ? Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc vào nó rồi. Anh nói một câu không cho tôi thi đấu là được hay sao? Anh thật xin lỗi nhưng mà tôi hết cách rồi. Khoan đã. Bình tĩnh đi ha. Cậu là... Đây là kỹ sư của chúng tôi. Anh bình tĩnh đã. Mở nắp xe trước đi. Được. Tôi hiểu rồi. Anh để xe ở đây. Ngày mai tới đây lấy xe, lái thử. Tôi hết tiền sửa rồi. Anh bạn à, không liên quan tới tiền. Sáng ngày mai anh cứ tới đây lái thử. Cuối cùng cũng no rồi, quá đã. Có cần làm quá như vậy không? Đương nhiên rồi, tại chị không biết đó thôi. Mấy cái thứ gì đó của chị, thực phẩm chức năng, ăn nó nhiều quá sẽ khiến người ta mất niềm tin vào cuộc sống thiệt đó. Ê, nó sẽ khiến con người hậm hực, u ám, áp lực. Chị có từng nghe câu này chưa? Là cần phải hưởng thụ món ngon và chuyện tình yêu. Em tự nghĩ ra đúng không? Làm gì có, thiệt mà. Tại sao lại không nghe? Người lộn số. À, nè, em coi, chúng ta không gặp nhau bao nhiêu năm rồi ha. Tự nhiên bây giờ em xuất hiện. Chị cảm thấy hình như chị mới lượm được một đứa em ăn bám. Cho dù là ăn bám thì cũng là em của chị. Xương cốt có gãy gần vẫn liền có đúng không? Chị không biết em ở đó nhớ chị tới cỡ nào đâu. Có thiệt không đó? Vậy mấy năm nay em sống có tốt hay không? Tốt chứ, mọi thứ đều tốt. Tại vì em nhớ chị, lo cho chị nên về thăm chị. Thật ra chị cũng rất nhớ em đó. Thật ra năm ngoái chị có tới Singapore để công tác. Vốn dĩ còn tính thăm hai người nữa. Vậy sao chị không tới? Sau đó công việc bận quá nên không thể tới thăm được. Lần này em cố tình tới thăm chị thật đó hả? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Nè, chủ yếu là về thăm chị. Nè, còn sẵn tiện tìm hiểu môi trường kinh doanh và đầu tư ở trong nước chúng ta nữa. Điền Lương, vậy em đừng tìm hiểu nữa. Chị nói em nghe, chị chính là dự án đáng để em đầu tư nè. Em cứ đổ tiền cho chị đi, chúng ta có thể mở công ty nhỏ. Chị đã nghĩ ra tên luôn rồi, gọi là TNT, chịu không? Em thấy sao? Được thôi, tới lúc đó em sẽ bỏ vốn chị lo nghiệp vụ. Hai chúng ta đồng lòng hợp sức phát huy tài năng của mình. Hả? Đúng vậy. Nào, hay là chúng ta về nhà bàn kế hoạch tiếp đi ha. Ý kiến hay. Phục vụ, thanh toán. Xin chào. Chào anh.
chị hai đã. Chị hai đã mua đồ cho em rồi mà. Đúng vậy, lại còn đãi em một bữa cơm ngon như vậy. Chị làm em thấy ngại quá. Không sao, không có gì phải ngại ngùng hết. Chị cho em cơ hội đãi chị đó. Chị xin hỏi, thật ra ai sẽ là người thanh toán vậy? Chị cậu ấy. Anh Triển, xe này đã cũ quá rồi, có đáng để sửa hay không? Với cậu thì nó là đống phế thải, nhưng người ta lại quý trọng nó. Tôi nói cậu nghe, chiếc xe đầu tiên của tôi còn tệ hơn cả chiếc xe này. Chiếc xe đầu tiên? Ê anh Triển, tệ tới mức nào? Anh Triển nè, em nghe người trong giới đồn đại rất nhiều về anh. Anh kể em nghe đi. Nếu anh đua xe chuyên nghiệp như vậy, tại sao lại không đua nữa? Nói em nghe đi. À, các anh em, rồi rồi đừng làm nữa, lại đây ăn cơm đi nha. Ăn cơm đi. À, tự tay anh làm cơm cho các cậu đó, mau ăn đi ha. Mọi người lại ăn đi. Lại đi ăn đi. Ăn đi, lại đây ăn đi. Mọi người ăn đi, tôi làm tí nữa. Nhanh lên. Xin chào, số mấy quý khách vừa gọi không tồn tại. Sorry, the number you dialed does not exist. Please try again. Đừng có giỡn nữa, thật ra em trở về đây để làm gì? Chị bị làm sao vậy? Em mắc nợ có đúng không? Em mắc nợ ai đâu? Vì chứ ai gọi cho em hả? Chị bị làm sao vậy? Em cờ bạc rượu chè mắc nợ xã hội đen bị người ta truy sát có phải trời không? Trời ơi, truy sát cái gì? Chị hai à, chị bị nhiễm phim truyền hình rồi hả? Chị tưởng em là ai? Tưởng em là đại ca xã hội đen hả? Em giống hả? Em, trời ơi chị. Chị làm sao vậy? Chị ngồi xuống đi, đừng có tức giận nữa. Đây đây đây. Thật ra em về đây để làm gì? Em hả? Em muốn trở về nước làm việc. Em không về đó nữa, thiệt đó. Nhưng mà em đang yên đang lành ở Singapore, tại sao tự nhiên lại trở về Bắc Kinh tìm chị việc làm chứ? Chị thường xuyên cập nhật tin tức quốc tế được không? Bây giờ tình hình tài chính tuột dốc, chỗ nào cũng có sinh viên đại học thất nghiệp hết. Sinh viên đại học Oxford hay Harvard tốt nghiệp xong là đi vắt sữa, đi rửa chén. Em chỉ là người tốt nghiệp đại học bình thường ở Singapore. Em muốn tìm việc làm ở đó thực sự rất là khó. Cho nên em mới nghĩ, tình hình trong nước tốt như vậy, quốc gia sắp hoàn thành mục tiêu rồi, không phải em nên trở về chứng tỏ bản thân mình sao, đúng không chị? Em về nước tìm cơ hội phát triển không được sao? Vậy là em mua vé máy bay trở về đây. Em biết chắc chắn chị sẽ ủng hộ quyết định của em mà. Em muốn áo gấm về làng báo đáp quê hương đó hả? Chị thấy em là tên ăn mày thì có. Sao chị lại nói như vậy chứ? Em phải tìm được công việc thì mới báo đáp cho quê hương được. Vậy em ở đâu? Em còn chưa tìm được công việc kia mà. Huống hồ gì chị hai đang ở đây mà, em sợ gì đúng không? Điền Lượng à, thật ra em thấy căn nhà của chị rộng rãi như vậy thôi à, chứ không có dư phòng nào cho em ở hết á, bất tiện lắm luôn. Nhưng mà em thấy chị có hai phòng mà sao bất tiện? Một phòng là chỗ chị làm việc để đồ đạc quá trời làm sao mà ở được, còn một phòng là chỗ chị ngủ. Em coi em ngủ ở đâu bây giờ đấy hả? Em ở đâu mà không được, em ngủ ở đây cũng được mà. Đàn ông con trai thì có gì đâu mà khó. Chị không ngủ được với em thì nhầm nhò gì ha. Em đã tính sẵn rồi chứ gì. Được, vậy thì em cứ ở lại đi. Ngày mai phải đi làm việc cho chị đó. Ừ.
thật sự không ngờ phải nha. Ngờ gì chứ. Hay anh Thiện phải đó, có biệt hiệu là thần xe mà. Sau này kêu anh ấy chỉ đi. Ê, anh Triển, chiếc xe đó sửa xong chạy rất tốt. Anh Triển, thật anh đúng hại. Là người có bản lĩnh đó. Lợi hại thì ừ, lợi hại chào rảnh nhớ dạy đám tụi em nha anh. Sao hả? Ê, về đi. Ê, có được anh không? Bạn, anh đã cứu tôi rồi đó. Đưa xe cho cậu á, đúng là quyết định đúng đắn. Tôi đã vì chuyện đua xe mà cãi nhau với vợ, xém ly hôn luôn. Đẩy xe vô trong đi. Anh Triển, anh còn muốn sửa nữa hả? Cứ đẩy vô trong rồi tháo ra hết. Được, đừng tháo ra mà. À, có phải là chuyện không phải chuyện tiền bạc. Anh Triển, nếu không phải là vì tiền bạc thì là vì chuyện gì? Anh cũng đã từng nói đua xe là một ước mơ. Anh muốn giúp anh ấy đạt được ước mơ mà. Đúng vậy, cậu nói giúp tôi mà. Ấy, sao em ngồi đó cắn hạt dưa hoài vậy? Em mau dọn dẹp đi, lát nữa bạn chị tới đó. Bạn chị tới mắc mớ gì không được cắn hạt dưa. Lát nữa bạn chị tới em bớt nói đi nghe chưa. Sao vậy, là nam hay là nữ? Hả? Là bạn thân của chị, đừng cắn nữa, dẹp đi. Nhiều chuyện quá. Dẹp đi, mau lên đây. Tới liền. Xin chào. Vào đi. Trời ơi, nặng quá đi ạ. Sao hai người mua nhiều đồ quá vậy? Không lẽ chị em bạn dọn sạch cả siêu thị rồi đó hả? Đương nhiên rồi, cuối tuần nghỉ ngơi mình phải nấu cơm để bồi bổ cho bạn nữa chứ. Chỉ có bạn là thương mình thôi. Ê, qua ngồi đi. À, để mình giới thiệu với hai người. Đây là em trai của mình, Điền Lượng. Đây là bạn thân nhất của chị, Cố Giai. Còn đây chính là trợ lý của chị, Lý Thúy Thúy. Mau chào hỏi nhau đi. Tại sao phải kêu là chị chứ? Người ta còn trẻ quá trời mà. Ngồi đi. Hiểu nè, bạn cũng thật là không ngờ bạn lại giấu giếm mình kỹ như vậy. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, bây giờ mới biết bạn có người em trai lớn như vậy á. Đúng rồi đó chị Hiểu nè. Chị của cậu em trai đẹp như vậy, tại sao không giới thiệu với tụi em chứ? Nó hả? Đẹp á hả? Chị à, chuyện này em không thể nhịn được nữa. Em gặp ai cũng nói em có người chị đẹp như tiên vậy. Đó là nhưng sự mà chị mà. Lại giấu em không chịu giới thiệu với ai luôn. Hả? Bạn thân mà cũng không giới thiệu. Ai nè, cắn hạt dưa đi. Thôi không cần đâu, chúng ta đi nấu cơm đó đi. Đó là cái gì vậy? Ê, ăn đi. À thôi khỏi, cậu ăn đi. Chịu đi, cái kính này nhìn thú vị thiệt đó. Ê, đó không phải là căn hộ của anh Triển sao? Chị nhìn lén người. Em đừng có nói bậy nữa. Nhìn lén cái gì, em coi không thấy gì hết hả? Tại vì hôm đó chị thấy trên mạng bán 1 tệ cho nên mua về thôi mà. Dạ chút đã. Chị nói cái đó hả? Ờ. 1 tệ hả? Đúng vậy. Mua cho em 1 cái đi. Em là khuyến mãi em hiểu không? Ngày nào cũng có thì còn gọi gì là khuyến mãi nữa hả? Đừng có ăn nữa, mau xuống bếp phụ chị một tay đi. Đừng có ngồi đó nữa. Em thích ăn. Tôi giúp anh thực hiện được ước mơ, nhưng hại anh mất gia đình. Đó là giúp sao? Cho dù anh thực hiện được ước mơ, nhưng người yêu anh, tất cả mọi người sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. Vậy thì thành công có ý nghĩa gì không? Được rồi anh bạn, tôi thật sự cảm ơn cậu. Tôi đã hiểu ý cậu rồi. Ngày mai nếu tôi đi chung với bà xã tôi thì tôi sẽ tiếp tục thi. Nếu như cô ấy không tới thì tôi từ bỏ. Quyết định vậy đi. Cảm ơn cậu nha. Ê, lúc nãy cô mới nói người tên là Triển Vọng hả? Là ai vậy? Anh rể của anh. Anh rể ai? Anh rể tôi hả? Anh không biết hả? Cô kể nghe coi. Anh ta là ai? Anh ấy là ai anh? Không lẽ anh không biết chị anh có 18 tiêu chuẩn chọn bạn trai sao? Còn hỏi tôi 18 nữa. 18 tiêu chuẩn chọn bạn trai hả? Cô kể đi. Nè, bây giờ bạn và Triển Vọng đã tiến triển tới nước nào rồi? Đang trong tình trạng hai bên tiến hành giằng co. Mình nói bạn nghe, cái tên Triển Vọng này vô cùng kỳ lạ. Mình không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần. Điền Hiểu Ni, sao mình có cảm giác bạn sắp đầu hàng như vậy chứ? Muốn mình đầu hàng thì cũng phải có lý do chứ. Bây giờ trong lòng anh ấy giống như một tảng đá lớn, quăng không được phá không xong. Không biết đang nghĩ cái gì nữa. Bạn nhìn bộ dạng của bạn đi kìa, không còn ý chí chiến đấu gì hết. Có thiệt không đó? Chứ gì nữa. Phải ha, anh ấy là đối tượng đầu tiên mình chọn. Mình phải thắng anh ấy chứ. Đương nhiên rồi, ăn cơm mình nấu, bạn sẽ thắng. Đúng vậy. Thank you.
tôi đã biết chuyện Lưu Bị ba lần đi mời Gia Cát Lượng. Tôi mời anh lần thứ ba thì anh phải giúp tôi thôi. Anh chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng. Không liên quan tới chuyện bao nhiêu lần, sao con không chịu hiểu gì hả? Tại sao cô lại muốn đua xe? Thích mạo hiểm hay thích nghe tiếng tim đập? Tôi không cần biết lý do ban đầu của cô là gì, nhưng đây không phải là trò chơi. Nó là một môn thể thao nghiêm túc, cho dù là với cô hay là với người khác đi nữa. Tại sao anh có thể đua, còn tôi thì không được chứ? Lúc trước tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng tới lúc tôi hiểu thì đã quá trễ rồi. Là vì chị tôi sao? Món này ngon thiệt. Đây 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 đây. Wow. Đây là canh vịt nấu măng tươi. Đây là món mình mới học được từ một người bạn trên mạng đó. Ăn thử đi. Bạn mới? Không phải là cái anh chàng của gạo giọng mới đó hả? Em lo ăn đi. Ăn cơm mà còn nhiều chuyện nữa. Đây đây đây, mau ăn thử đi. Bạn đúng là người cải thiện chất lượng cuộc sống của mình đó. Đương nhiên rồi. Bây giờ em rất muốn biết chàng trai hoàn hảo của chị là người như thế nào đó. Người phù hợp với 18 tiêu chuẩn của chị là thần thánh phương nào vậy? Hả? Em ăn cơm thì lo mà ăn cơm đi, nhiều chuyện cái gì nữa. Nếu như thật sự có người như vậy thì em xin ghi danh hẹn hò được không? Thiệt đó, thay đổi giới tính cũng không thành vấn đề. Nhưng mà chị không thấy tiêu chuẩn của chị hơi bị nhiều hả? Không được hay sao? Bộ em không biết câu Khương Thái Công thả câu người tình nguyện mắc câu hả? Dần sau đây, em cảm thấy đối với điều kiện của chị thì không tìm được người như vậy hả? Ấy, chị đang hỏi em. Được rồi, nếu chị hỏi em thì em nghĩ sao nói vậy nha. Đầu tiên, khí chất của chị hả? Diện mạo, cách chị ăn nói đều rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề, chị vô cùng hoàn hảo. Vậy thì câm miệng đi. Nhưng mà em chưa nói hết, chất lượng cuộc sống của chị lại hoàn toàn khác. Đó là một mớ lộn xộn. Mấy người đàn ông ưu tú kia mà quen chị thì chắc là bị điên rồi. Thôi mà Điền Lượng à, tôi đã bỏ công nấu cơm rồi, cậu nể mặt ăn cơm đi được không? Mà đã, em còn chưa nói xong mà, mọi người để em nói hết đi nha. Chị nhìn thử cái phòng để đồ bên kia đi. Bao nhiêu là túi sách, bao nhiêu thứ lãng phí. Để em tính chị nghe, nếu không phải là 1 triệu thì cũng phải tầm 800 ngàn đúng không? Mắc vậy sao? Chứ cô tưởng là bao nhiêu? Trong khi tủ lạnh của chị toàn là mấy cái thứ gì đâu không à. Mấy thứ đó ăn đâu có được chị. Và bếp không có một chút hơi ấm. Thiệt đó, phòng để đồ đẹp tới cỡ nào thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với cuộc sống của chị. Một người phụ nữ thành công ưu tú có thể sống như vậy được hả? Nghe em nói cứ như em hiểu rất nhiều về phụ nữ vậy á. Chị hỏi em yêu mấy lần rồi? Không phải, phải hỏi là em đã từng yêu ai chưa? Sao lại không? Không phải. Được rồi, em không nói chuyện này nữa. Em chưa yêu thì không thể nói chuyện tình yêu được hả? Em câm miệng đi. Nói bậy bạ không à. Được rồi. Điền Lượng à, thật ra thì cái đống hàng xa xỉ của Hiểu Nhi đều là sản phẩm số lượng có hạn đó. Đó là một dạng theo đuổi nghệ thuật, cậu có hiểu hay không? Nó làm gì? Danh nghĩa nghệ thuật đi tiêu xài, bản tính thích vật chất. Giống như mẹ chúng ta, chỉ nhìn lên cảm thấy không ai xứng đáng với mình. Cả ba cũng không thể xứng với bà ấy. Nếu như em tới đây thì chị rất chào đón em. Nhưng chị không có hứng thú nói chuyện với mẹ, cũng không muốn nghe. Nếu còn gọi chị là chị thì lo mà ăn cơm, câm miệng lại đi. Nếu như cảm thấy ở đây không được tự do thì thôi, cửa đằng sau đó, em muốn đi chị không giữ. Đừng mà chị, nên mở cửa vào trong đúng không? Tại chị hỏi. Câm miệng, ăn cơm. Ăn thôi, đừng có giận nữa. Nè, ăn xong thì phải rửa chén nghe chưa? Em đường đường là đàn ông mà, sao lại phải để cho phụ nữ rửa chén chứ, đúng không? Ăn đi. Em rửa. Đây, ăn đi. Cảm ơn anh nha Điền Lượng. Này chị. Biết. Không thấy chị uống canh sao? Tự ăn đi. Điền Lượng. Hả? Lát nữa em dọn dẹp xong rồi thì ra đây đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho chị nha. Con đã. Ê, tiền gì? Tiền sinh hoạt. Nói vậy mà nghe không hiểu hả? Không lẽ chị nhẫn tâm tới đổi hút máu của em hả? Em sống ở Singapore đã suốt 10 mấy năm trời. Không lẽ em đã quên luôn câu anh em ruột thịt thì phải sòng phẳng rồi hả? Căn hộ chị đang mướn mỗi tháng phải trả 5 ngàn. Chị không cần em phụ tiền, nhưng tiền điện, tiền nước, tiền quản lý chung cư, còn có tiền điện thoại và cả tiền lên mạng nữa, mấy khoản này cũng không ít ỏi gì. Em chỉ cần trả phần của em là được rồi. Chị nhìn lại chị đi, cứ tới tháng lại mua túi nè, có đúng không? Còn mua đồ, mua giày, quá phung phí. Chị chỉ cần bớt mua sắm lại là đủ tiền đóng hết rồi, cần móc túi của em nữa sao? Tại sao chị lại phải bớt lại chứ? Đó là tiền mà chị kiếm được. Chị muốn xài thế nào thì xài như vậy. Chị muốn mua mấy cái thì cứ mua mấy cái thôi. Chị nói cho em nghe, chị nhắc lại một lần nữa, nếu em không đưa tiền chị. Cửa ra luôn mở ra,
chị sẽ không giữ em, đúng không? Học thuộc rồi đó hả? Được, em sẽ đưa cho chị. Nhưng mà bây giờ em không có đồng nào hết. Đợi em tìm được công việc, nhận được tiền lương, em sẽ đưa cho chị, vậy nha. Đợi đã. Còn chuyện gì nữa? Bây giờ chị không ép em, nhưng mà em phải viết giấy nợ đàng hoàng cho chị biết chưa? Giấy trắng mực đen. Viết đâu? Phải ánh mắt của anh, em đã nghe thấy tiếng đập lỡ nhịp của trái tim, nhưng em lại giả vờ không để ý, giống như bay nhẹ bay, gió nhẹ thổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ mỗi một phút đều chỉ mong được nhìn thấy anh nở nụ cười. Phải cần bao nhiêu thời gian nữa thì mới có thể được gặp lại nhau? Nếu như dũng cảm để yêu, dũng cảm để yêu, thì làm sao biết rõ ràng là yêu nhau nhưng lại phải xa nhau? Tại sao chỉ có quay lưng đi thì mới phát hiện tất cả là sai lầm? Thật không đáng. Nếu như dũng cảm để yêu, dũng cảm để yêu, thì làm sao biết ở lại sẽ gặp nhiều tổn thương như vậy? Cứ dũng cảm mà yêu. Chị em đã tạo ra quy tắc tình yêu tốt nhất cho anh. Nếu như chân tình, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được. Chớp mắt đi mãi mãi, anh mãi mãi đều hiểu mơ ước của em. Bao nhiêu năm qua mới hướng về trời cao biển rộng, anh đã khiến trái tim em lặng nhịp và đầy cảm động. Trong cơn mưa, anh và em lại ôm lấy nhau. Nếu như dũng cảm để yêu, dũng cảm để yêu, thì làm sao biết rõ ràng là yêu nhau lại phải xa nhau? Tại sao chỉ có quay lưng đi thì mới hiện tất cả là sai lầm? Thật không đáng. Nếu như dũng cảm để yêu, dũng cảm để yêu, thì làm sao biết ở lại sẽ gặp nhiều tổn thương như vậy? Cứ dũng cảm mà yêu, vì em đã tạo ra quy tắc tình yêu tốt nhất cho anh. Dũng cảm để yêu, tạo quy tắc tình yêu đẹp nhất. Dũng cảm để yêu, tạo ra tình yêu đẹp nhất. Tình yêu.